Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube đồ nghề Nhật Bãi của mình. Thì hôm nay mình sẽ lên sóng cái clip này là clip thanh lý nha anh em. Thanh lý cho rộng nhà rộng cửa, nên là anh em nào mua thì xem kỹ hiện trạng từng món đồ này kia. Đồ thanh lý thì dĩ nhiên nó rẻ hơn rất là nhiều so với việc anh em mua ngoài bãi luôn, so với việc mà anh em mua mới của mình, hoặc là thậm chí là rẻ hơn so với việc mà anh em mua hàng Trung Quốc luôn. Đó, thật sự là mình nói vậy luôn nha. Đó, thì cái phương thức giao dịch của mình thì nó vẫn như bình thường thôi, là số điện thoại đây 0385 620 885. Thì anh em gọi cho mình không được đó, thì cứ để lại tin nhắn ha, nhắn tin. Thì mình không có ship code, thì mình chỉ nhận chuyển khoản thôi, tiền vào tài khoản thì hàng đi. Đó, và mình cũng không có bao ship. Địa chỉ trực tiếp của mình là 55 Sông Hành, quốc lộ 22, phường Tân Thuận, quận 12. Nói chung mình cái clip này là clip thanh lý, nên là sẽ có hiện trạng món đồ nào thế này thế kia thì anh em chịu khó lưu ý nha, để tránh tình trạng anh em chốt rồi xong anh em nói là không xài được thế này thế kia, thì nó sẽ có theo từng cái. Đó, thì đầu tiên cái mã số 1 là đây là một cái hộp, để mình nói luôn cái tình trạng. Đây là một cái hộp súng bắn bù lông ốc đây ha. Thì cái hiện trạng ở đây mình nói luôn, nó vẫn sử dụng được vài con. Ở đây thì mình có tất cả là 10 con này thì mình bán hết với giá là 950 10 con. Nè, 10 con giá 950 ngàn. Thì cái này là của hãng Bon. Cái này là súng bắn ốc dành cho xe hơi, nó bắn được xe hơi này kia. Thì ở đây hiện trạng của nó là gì? Thì hiện trạng của nó, tổng tất cả 10 con này là đều bị cắt đứt dây. Nó cắt đứt dây nguồn. Đó, cắt đứt dây nguồn. Và mình phải dùng cái kẹp này. Thì cái này thì nó vẫn hoạt động bình thường, nhưng màn hình LCD nó chết. Thì nó có khoảng 3 con màn hình LCD thì vẫn sử dụng bình thường, nhưng mà nó chết màn hình. Và nó khoảng tầm 2 đến 3 con vẫn chạy nhưng mà nó không có quay cái đầu này. Và khoảng 3 con là không có búa. Nói chung tất cả đều chạy, nhưng mà có khoảng 3 đến 4 con xài được. 3 đến 4 con chạy nhưng mà không tải nặng được. Đó. Thì đây nó sẽ là ba anh em nào làm lại được thì làm. Thì có khoảng 2 con nó bị hư công tắc, là nó chỉ chạy có một chiều dưới không được. Hăng mình nói rất là rõ ràng ở đây. Thì ở đây những cái con xài được là những cái con nó là điện tử rồi. Nó khoảng tầm 3 con gì đó, có khi hơn nha, tại vì mình nhớ có thể lộn hoặc không. 3 đến 4 con, thậm chí có khi cả 5 con luôn, nhưng mà mình không chắc chắn lắm. Nên là mình bán solo là 95 ngàn một con, 10 con này là chỉ có 950 ngàn. Anh em về anh em chắc chắn là sẽ có 3 con xài được. Như con này, đây mình thử cho anh em. Chắc chắn luôn nha. Ví dụ như con này thì nó hư cái màn hình LCD thôi. Màn hình này thì nó không có còn hiển thị lực. Đó, màn hình này không còn hiển thị lực. Thì mình sẽ cắm vào bình 12V. Cái này nó không cần cực gì nha anh em. Anh em cắm vào cái đầu nào cũng được. Đó. Đây. Đảo chiều ở dưới này. Thì nó sẽ có con bị hư đảo chiều, là nó hư công tắc á, anh em nào thay được thì thay, sàn qua sàn tới sàn lui, tại vì mình không có thời gian. Rồi đây mình sẽ cắm cái đầu tiếp vào và mình thử. Đâu rồi cái đầu tiếp đâu rồi ta? Đây. À, cái này nó rất là mạnh nên là mình sẽ dùng cái khăn. Cái này để mình giữ lại đây. Đó, nó sẽ búa rất là mạnh nha anh em. Rồi, ví dụ mình đảo chiều ngược lại, nó sẽ quay qua bên trái. Đó, nó rất là mạnh. À, tay mình rất là tê. Nói chung nó khoảng 3 con nó xài được. Đó, 3 con chắc chắn là anh em sẽ xài được. Tại vì mình không nhớ là 3 hay 4 con vậy, nên mình chỉ lấy cái con số thấp nhất thôi nha. Nếu mà anh em may mắn thì có thể được 4, thậm chí là 5 con. Còn đó, còn cái này mình thanh lý cho rộng bớt đó, tại vì không có thời gian nghiên cứu. Nói thẳng luôn, motor thì sống hết 100%. Đó, có con thì nó bị tình trạng bố này kia thôi. Đó, còn mấy con mà có hiển thị LCD này nè, là chết LCD. Là nó không có hiển thị trên cái mặt này, coi như bỏ anh em xài như một con cơ bình thường. À, con này là của Trung Quốc xuất qua thị trường Nhật hay Đài Loan gì đó. Lực của nó là từ 80 đến 300 Newton. Rất là lớn nha anh em. Thay vì anh em bỏ ra anh em mua một cây súng pin như mình 7-8 triệu, thì anh em có thể xài cái này. Nếu mà anh em không xài nhiều, anh em thay vì anh em mua máy pin khoảng 3-4 triệu, thấp nhất cũng 3-4 triệu con bù lon, thì anh em có thể dùng cái này sơ cua. Nhiều khi mấy con ốc cứng anh em búa nó cũng được, không vấn đề.
Đó thì nó nguyên hộp, nguyên phụ kiện đầy đủ. Cả giác cắm nè, nhưng mà bị cắt miếng dây rồi. Đây giác cắm ở đây. Và cả cầu chì sơ cua dính ở đâu. Anh em về đấu dây, kiếm dây đấu lại thôi nha. Cái này nó không quan trọng cực lắm. Đó, cầu chì nằm ở đây. Đó, nói chung là bộ nào cũng như bộ nào. À, mình mô tả rất là rõ ràng cho anh em. Đó thì một bộ đầy đủ hộp của nó. Đó, thì 10 bộ như vậy. Giá là 950. Mình không có bao ship. Cái này nói chung tiền ship nó rất là mắc á. Nếu mà mình đóng thùng đi tiền ship anh em cũng phải hơn 100.000 nha. Anh em tới nhà lấy thì nó khỏe hơn cho anh em. Đó, 10 hộp, 10 con 10 hộp. Thì nói chung là làm ăn thì nó cũng phải có lời có lỗ. Thì đợt này mình dính rất là nhiều con bị chết, nên là chấp nhận thôi. Chuyện bình thường mà, lời ăn thì lỗ chịu. Đó, 10 con này. Giá là 10 con tổng nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giá là 950.000. Mình chắc chắn cho anh em là sống 3 con. Sống 3 con có nghĩa là hoạt động là bình thường. Hoạt động bình thường là 3 con. Còn lại thì nó chạy motor nhưng mà không bố, hoặc là hư cò này kia đó 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 đó. Nói chung là đó, mình chắc chắn là anh em nào nghiên cứu hoặc là muốn làm gì đó thì làm. Giá là 950. Rồi, tiếp theo mã số 2. Mã số 2 giá 150.000. Ở đây thì mình có 3 cây đục. 3 cây đục của hãng chắc mắt, dài 190 ly. Đây là vô 19 ly. Đầu này là 19 ly, dài 19 cm nha. Thì cái này là chưa qua sử dụng. Đó, cái đục này nè, thép nó được tô rất là tốt. Không phải là tốt lắm, không phải cực kỳ tốt, mà là dạng là nó đủ cho anh em làm công nghiệp, làm hạng nặng luôn cũng được. Chứ nó không như kia là anh em đập nó sẽ bị non thép, là nó sẽ hay bị ấy lưỡi, quằn lưỡi. Đó, giá này là 150.000 ba cái, mình không bán lẻ ha. Tại vì anh em biết sao mình không bán lẻ không? Tại vì mình làm biến gói hàng, nên là mình muốn bán nhanh thì mình bán hết. Đó, mình nói thẳng luôn, thì thanh lý mà. Nên là anh em nào muốn mua 1-2 cái thì anh em thông cảm. Anh em nhiều khi anh em khách quen cũng hay làm mình khó xử. Thứ nhất là anh em nghĩ là khách quen thì anh em kêu bán đi 1-2 cái, nó thật sự nó rất là phiền mình. Mình nói thẳng luôn, nhiều khi thẳng quá thì mất khách. Thì đúng không? Nhưng mà chấp nhận thôi. Anh em khách quen kêu mình gửi một cái, nói chung là mình rất là làm biến, thời gian không có, thà mình có thời gian mình ngồi mình sửa này kia còn đỡ hơn là việc ngồi gói hàng. Đó, mình tâm sự thiệt luôn nha anh em. Nhiều khi được bởi vậy, nhiều khi anh em vào mình làm mình vô cái thế khó xử, không có thời gian gói hàng từng món. Ví dụ như thay vì mình gói 3 cục này cho một người anh em quen biết, cái kêu là gửi nhanh một cây, trời nó rất là khó xử cho mình. Nên là nói chung là anh em hạn chế như vậy. Rồi, tiếp theo mã số 3. Cái này thì nó của hãng 3M, cái lông cừu. Mình mua về để sử dụng nhưng mà cảm thấy nó không phù hợp lắm. Thực ra ra cái này mình chưa đánh cái nào. Chỉ lên tua máy đánh nhưng mà nó không có phù hợp nên là mình bán. Cái này đánh lông cừu nha anh em, đánh bát. Cái này thì của hãng 3M. Cái này thị trường Việt Nam có bán. Cái này bán giá nó tầm khoảng 350-400 tùy chỗ. Ha, cái này là lông cừu mới, lông cừu của hãng 3M rất là mắc. Thì bây giờ mình bán lại cho anh em giá 200.000. Thay vì anh em mua mới thì nó sẽ rẻ hơn khoảng từ 100-150. Cả ship nữa thì từ 100-150 so với cái này. So với việc anh em mua mới rất là... Cái này mình mua mới chưa sử dụng luôn. Đó, mua mới chưa sử dụng. Nhưng có điều là do không phù hợp với công việc của mình. Giá là 200 nha anh em. Bát 3M lông cừu. Đó. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 ở đây thì mình bán cây cờ lê. Cờ lê này là của Trung Quốc, xuất qua thị trường Nhật. Đầu này là đầu 21 và đầu này là đầu 26. Thì cái này nó rất là đẹp, chưa qua sử dụng. Đó ha. Thì ở đây mình bán với giá là 10 cái là 500.000. Có nghĩa là một cái là 50.000. Nhưng mà anh em mua lẻ thì mình sẽ bán từ 3 cái đổ lên nha anh em. Ví dụ như anh em mua 3 cái, 4 cái gì đó. Đó, mình chấp nhận mình bán lẻ, nhưng mà mình bán từ 3 cái đổ lên chứ mình không bán dưới. Tại vì mình đơn giản là mình làm biến gói hàng. Đó ha, 50.000 một cái. Bán từ 3 cái đổ lên. Rẻ như hàng chợ luôn. Đó, đây là cây cờ lê vòng 21-26. Anh em nào làm nghề thì có thể mua để sử dụng. Đó. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 ở đây mình có một cái cuộn dây câu bình. Cuộn dây câu bình nha anh em.
cuộn này thì cuộn dây này là chống cháy, thì khi mà nó nóng lên nó cũng không có bị chạy cái dây ra, bên trong là một cái lớp vải nữa đó, thì nó bị cái thời tiết nên nó bị rạn, chứ không phải là bị do, không phải là bị quá tải hay gì. Cái dây này là dây chống cháy, khi mà anh em làm tới 400-500 ampe thì nó nóng dây thôi chứ nó không có bị chạy ha. Thì đây là cái lỗi đồng của nó, nó chỉ bị mất cái kẹp, cặp kẹp ở đâu thôi, còn cặp này thì cũng rất là lớn, cặp kẹp màu đỏ nè đó. Thì cái phi dây này là ở đây là năm, dài 5m nha anh em, nặng 5kg, giá 550.000. Dây này là phi, phi này là phi, để mình coi coi, phi này là phi 15 ly, nói chung rất là lớn ha, rất là lớn, nên là nó tải khoảng tầm hơn 300 ampe, hơn 300 ampe, tại vì dây 10 ly mình đã tải được 200 am rồi, nó lớn hơn cộng dây hàng luôn nha anh em, nên là dây hàng thì thường nó sẽ tải khoảng 300 am, còn cái này lớn hơn rất là nhiều đó. Thì cái này dài 5m, nặng 5kg, giá là 550.000, rất là lớn. Tiếp theo mã số 6, mã số 6 ở đây thì mình có cái đồ hình như đồ gia đình, mình thanh lý bớt. Đây đầu tiên là cái khăn. Cái khăn này là khăn lông cừu nha anh em. Khăn lông cừu. Ở đây có cái hình con cừu. Thì mình không có biết kích thước nó, tại vì mình không có muốn bóc ra. Nó còn mới chưa qua sử dụng. Đây. Mình không biết nó là cái mền hay là cái gì, hình như có vẻ là cái mền. Đó, cái mền. Ha. Nó đây là một cái mình làm biếng bóc lắm, nên anh em đừng kêu mình bóc, tại vì bóc vào mà không ấy thì nó dơ. Anh em khi xài anh em phải giặt trước đi nha. À, kích thước nó nằm ở đây nè. Kích thước của thằng này là 1m100, à cái này cái mền rồi. 140 ngang, 140 dài, 200 dài, 240. Đây. À. Cái số 6 nè, một cái nè. Cái này mình thanh lý. Nó rẻ hơn nhiều, cái lông cừu rất là mịn. Đó. Cái chạy thảm chân. Thảm chân ở đây. Đó, thảm chân, một lớp thảm chân, cái lớn cái nhỏ. Thì kích thước của nó là 2 tấm. 100% bằng cốt tông hay gì đó thì mình không biết. Tấm lớn là 50-70, tấm nhỏ là 35-50. Ha, à, cái số 2. Rồi cái số 3. Là cái gì thì không biết, tấm vải hay cái gì thì mình không biết. Kích thước là 140-240, cái mền hoặc là cái khăn chạy bàn. Thường cái này nó thiên về cái mền, mình thiên về cái mền. 140 dài 240, ngang 140 dài là ngang 1m4, dài 2m4. Giống cái mền. Rồi cái thứ tư là cái gì thì cũng không biết. Cái mền không? Mình cũng không biết là cái gì, có lẽ là cái mền. Thì đó. Thì bốn cái này mình bán với giá là 400. 400, cái này rẻ hơn cả hàng Việt Nam luôn. Rẻ hơn hàng Việt Nam luôn. Mình thanh lý, bán bớt, giá mã số 6 là 400. Đó, anh em nào mua về sử dụng thì ví dụ như cái mền anh em có thể giặt lại, tại vì ngoài bãi thì nó bụi thôi chứ nó không có bị dơ hay mục nha anh em. Rồi, tiếp theo mã số 7. Mã số 7 đây. Mã số 7 này là cái khoan tay. Nó nặng đâu đó khoảng 7-8kg gì đó. Khoan tay này rất là mới và rất là đẹp. Đợt trước mình có đăng rồi, thì mình cũng không có ngại là mình bán lại, tại vì buôn bán mà có lời có lỗ, có hàng tồn hàng ế bình thường. Thì cái này của Nhật hàng xưa, còn rất là cứng cáp, cực kỳ nặng luôn nha, quay rất là nhẹ nhàng, anh em thấy cái chớn của nó. Thì ở đây mình bán với giá là 900 đó, bằng với giá là 900. Rồi đó, đầu khoan còn rất là đẹp. Và đây thì mình có kèm theo cho anh em cái trái khế để anh em mở mũi khoan luôn. Đó. Cái này là đồ cổ nha anh em. Đồ cổ. Không phải đồ cổ mà đồ xưa, tại vì bây giờ người ta cũng xài máy khoan không. Còn đây là cái bàn. Anh em kẹp vào bàn. Còn anh em sử dụng cái này. Đó, quay. Đây là cái vú bơm mỡ, cái lỗ để anh em bơm mỡ vào. Giá của nó là 900, nặng khoảng 7-8kg gì đó, lâu quá không nhớ. Rồi, tiếp theo ở đây mình sẽ có một cái lô đục khoảng mấy chục cây, thì nó có hai màu, màu vàng màu đỏ. Thì giá ở đây á, một cái là 60.000 một cái. À, đục này đục bê tông,
anh em mua 10 cái giá 500 và anh em mua hết, anh em mua hết á thì giá nó sẽ là 48 ngàn một cái. Ví dụ như có 20 cái thì anh em sẽ đỡ được là 40 ngàn ha. Giá này là rẻ như bèo. Cái này là của Nhật, Kutani, chiều dài là 280 mm. Đây SCM3, đục này là đục máy, đục bê tông á, đục máy. Thì cái này là rẻ như hàng Trung Quốc, hoặc anh em nào muốn thì về anh em có thể sử dụng nó thay thế cho cái đục tay, 60 ngàn bạc. Đục này là đục nhọt. Đây, đây là cái đuôi gài bằng máy, anh em xem có thích hợp gài vào cái đuôi nào thì anh em gài. Đục này là đục 17 ly nha anh em. Cái đường kính này là 17 ly. Thì máy anh em phải là 17 ly anh em mới sử dụng được. Còn hơn là bó tay. Để mình uống miếng nước đó. Đó, thì cái đục này là đục 17 ly. Đây là cái màu vàng. Đây là cái màu vàng. Mình có khoảng hình như 30-40 cái gì nữa. Màu vàng nè. Còn đây là màu đỏ. Mới chưa sử dụng nha nè. Màu đỏ cũng dài 280 mm luôn. Đó, Kutani. Rất là đẹp. Thì thường cái thép của Nhật thì nó vẫn gia liền theo cái tiêu chuẩn của nó, thì nó vẫn không có bị non thép như của Việt ha, hoặc là hàng Trung Quốc, hàng chợ, mình gọi thẳng là hàng chợ luôn. Đó. Đục này thường mấy công ty nó không nhập về, tại vì đục Trung Quốc nó quá rẻ thị trường Việt Nam. Đó, giá của nó là một cái là 60 ngàn, 10 cái là 50 ngàn. Thì cái này mình cũng chỉ bán từ 3 cái đổ lên nha anh em. Mình nói thật anh em cũng thông cảm cho mình đi, chứ anh em mua 1-2 cái mình là rất là làm biến ship hàng. Mình nói thẳng anh em thông cảm được, chứ còn mà anh em không thông cảm, anh em cứ nhất quyết đòi mua thì mình cũng làm biến gói hàng lắm. Tại vì mình đã thanh lý, mình là bán lỗ, nên là được thì mình bán thôi, chứ còn mà không ấy thì thôi, chứ nhiều đó. Nên là nhiều khi anh em nói mình chạnh thì cũng không phải. Ví dụ như anh em mua cây mình bán nó rất là làm biến. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 ở đây là cái đèn LED. Đèn LED hiệu Bon, Made in China, xuất cho thị trường Nhật. Thì ở đây là mới tin, chưa qua sử dụng, nhưng mà mình nói luôn, nó bị tình trạng rồi nè. Anh em, ở đây nó có một cái bị mất nắp nha. Đây, nó bị cái lớp keo nó ra, kiểu để lâu chưa sử dụng á. Không biết nó để ở đâu mà nó bị tình trạng cái lớp keo, hoặc là để ngoài nắng, lớp keo nè. Nó bị dính cái lớp keo, anh em thấy không? Anh em cầm trên tay nó rất là rít. Thì anh em về, anh em có thể xử lý hay làm gì đó thì làm, mình không biết. Đó, chứ mình chưa có thử xử lý. Mình coi xử lý nó như thế nào. Nếu mà mình xịt cái hóa chất lên và mình lau nó đi thì nó có sạch không thì mình không biết nha. Hoặc anh em lấy dầu anh em lau đi thì nó có hết rồi, nó hết. Tại nó bị ra cái lớp nhựa. Đây. Thì khi mà anh em làm giống mình á thì nó sẽ sạch hơn. Và anh em cầm nó không bị như vậy nữa. Đó. Thì anh em lấy dầu hoặc là lấy xăng anh em tẩy đi. Đó thì nó sẽ nè, nó không bị nha, nó hết. À, anh em nào chịu khó có công thì làm. Nó cầm, chứ còn cầm anh em đụng vào đây rất là ghê tay, mặc dù nó chưa sử dụng. Thì có một cái này nó bị mất nắp, còn cái này thì còn nguyên ha. Hai cái là chưa sử dụng. Thì đây nó xài 3 pin tiểu. Đây là cái thông số của nó nè, rất là sáng. Đó, nó như cái điện thoại vậy đó. LED ở đây là 18 cái. Thông số của nó đây. Thì bây giờ mình mở lên. Ở đây nó một phần nữa, nó bị cái công tắc nữa nha anh em. Công tắc nó bị lỏng nè, anh em thấy không? Đây nó có bị cái công tắc, thì đây rất là sáng. Đây là một cái ánh sáng bình thường mình đang bật trong phòng rất là sáng, mà anh em thấy nó chiếu à, nó vẫn có cái ánh sáng của nó đó. Cái phòng mình rất là sáng rồi đó, mà anh em vẫn thấy cái tia của nó rất là sáng. Thì ở đây nó bị lỏng cái công tắc một xíu. Thì cái này anh em mở ra nó sáng, đóng lại thì nó sẽ tắt. Mở ra nè, nếu may mắn anh em vệ sinh được cái công tắc đó à, rất là sáng. Thì ở đây nó có một cái móc treo. Một cái móc treo anh em có thể sử dụng. Đây, nó treo lên nắp capo xe hơi nè. Đó, nắp capo xe hơi. Đó, hoặc là khi mà anh em không muốn treo nữa, anh em có thể hít 500. Đâu rồi? Ví dụ như anh em cần để nó hít vào đâu để anh em làm việc á. Đây, ví dụ cái khoang này đi, anh em hít vào. Đó, nó nằm trên cái khoang luôn nè. Đó thì anh em làm việc. Nói chung cái này nó có hai đường cho anh em. Còn cái này là nó bị dơ cái công tắc.
ha, giơ cái công tắc đó. Anh em ấn vào đây, cái công tắc có thể nó bị dơ. Đây mình đang đụng chạm này. Đó, nó bị dơ cái công tắc. Chứ nó rất là sáng. Đèn led mà. Đó thì hai cái này mình bán với giá là 150.000. Thì cái này mình trước khi gọi mình cũng sẽ bóc ra mình thử cho anh em luôn. Ha. Đó, cái này thì nó có nắp. Nó cũng bị tình trạng rít nè. Anh em đụng vào nó rất là nhớt. Thì anh em buộc phải lau đi. Lau đi giống nãy mình lau ở cái mặt bên này nè. Đó, mặt bên này nó không có bị nữa, cầm rất là đã. Đó, phải lau đi. Thì hai cái này mới tinh chưa qua sử dụng. Ha. Thì mình cũng sẽ thử cho anh em. Miễn sao mình cam kết là nó sống là được. Đó, mình cam kết nó sống cho anh em. Hai cái giá là 150.000. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 giá 400.000. Ở đây là một cái cuộn thước inox bằng thép là 100m nha anh em, bằng thép made in Japan. Thì anh em nhìn bên ngoài thì nó xấu, nhưng mà bên trong thước thì nó ok, không vấn đề, 100m. Rất là đẹp. À không phải, rất là chắc, cầm rất là nặng tay. Đây là cái chốt khóa của nó. Đó, 100m đây, của hãng Tajima nha. Thì cái thước thép nhìn bên ngoài thì nó có vài đốm thôi, nhưng bên trong cái dây của nó, cái dây của nó rất là đẹp. Dây của nó không có đính nỗi nào. Đây, anh em càng vào sâu thì bên trong nó càng đẹp nha anh em. Chữ số là rõ ràng luôn, không có bị xét, không có bị đứt số, hoặc là không có bị gãy thước. Đó, giá là 400.000, rẻ bèo ha. Dài đúng 100m bằng thép, quay ra vào rất là nhẹ nhàng. Đây, để mình quay vô lại. Đó, giá là 400. Rồi, tiếp theo mã số 11. 11 giá 450. Ở đây thì đây là mấy cái lọc. Cái lọc thì răng nhỏ và điều áp. Thì ở đây là, đây là một cái nè. Anh em muốn xả thì anh em vặn cái này. Bên trong mới tinh, mới như chưa sử dụng luôn. Đây, một cái nè, mới tinh nè. Lọc nước nha anh em. Mấy cái này mình tháo từ máy ra, chưa có thời gian thử. Thì nó rất là nhiều, một cái nè, một cái nguyên. Cái này mình đang đếm mấy cái nguyên cho anh em. Cái này cũng nguyên. Anh em có thể chỉnh lại đồng hồ. À, nguyên, cũng mới tinh luôn. Đó, mấy cái lọc nước này anh em về đổi răng qua để anh em xài. Rất là đã. Đây, cái thứ 3 nè, ba cái này là y nguyên. Cái thứ 4 nè. Đó, y nguyên luôn. Đó, cái thứ tư. Còn trong này là mấy cái này, anh em là cái lọc anh em về có thể thay. Đó, đồng hồ nằm trên anh em thay răng để đưa qua. Nó không có điều áp giống như bốn cái kia. Đó, trong này nó còn được mấy cái đầu nữa. Nói chung là anh em nào mà thích á thì mua về tàn đồ qua. Tại vì cơ bản á bốn cái này nếu mà anh em mà làm lại thì nó giá mà 400.000, mình 450 mình bán hết á, nó chỉ anh em ra anh em chỉ mua được có cái này không, có một đến hai cái rồi. Còn này mình bán nguyên đống luôn, anh em về lấy được cái gì anh em lấy, nhưng mà chắc chắn bốn cái này anh em sẽ lấy được, mình cam đoan luôn, bốn cái này anh em sẽ lấy được ha. Đó, giá là 450 nguyên đống, đồ trong này là hết đầy đủ, mình không có lấy lại cái gì hết á. Nó nặng cũng khoảng 7-8 kg ha. Đó thì đây giá là 450.000. Rồi, tiếp theo là đến cái đèn. Đây là cái đèn led 100W, điện là từ 100 đến 220. 100W, giá là 1.400.000, nặng là 10 mấy kg. À, nặng khoảng 6 kg. Nặng 6 kg nha. Xài điện auto volt nha anh em. Thì cái này nó bị móp chóa, anh em có thể gò lại cũng được. Nó rất là mềm, nó bằng nhôm. Đây, mình ví dụ cái này nó bị cong đúng không? Cong nè, anh em có thể gõ lại. Đó, nó rất là mềm nên anh em có thể gò cái chóa lại được. Anh em nhìn vậy thôi nó rất là sáng nha, tại vì cái này mình chưa có lâu, để lâu quá chưa có lâu.
đó, cái con led của nó nè. Con này là công suất là 100W, nhân led của nó, nhân led nó chỉ to bằng ngón tay cái thôi, tại vì ngón tay cái mình che cái là muốn hết con led luôn. Nhưng mà nó rất là sáng, nó sáng là thứ nhất là nhờ cái chóa. Cái chóa này là cái nó thiết kế cái hình kim cương, nên là khi mà mình test cho anh em á, là nó sẽ là một cái căn phòng nó khoảng đâu đó khoảng tầm 100m² là nó sáng hết nha. Tại vì cái đèn này là đèn sân banh. Đèn sân banh. Đó. Ha, nó nặng 6 kg, bộ phận tản nhiệt của nó rất là lớn. Chứ nó không có giống như hàng nếu mà anh em xài mấy con led mà 100W của mình á, nó rất là nhỏ. Cái con chip led nó làm rất là to thì dĩ nhiên nó sẽ ăn điện hơn. Con này sáng mà nó sẽ giảm cái, tại vì chip nó nhỏ, thường nó sẽ ăn nhau ở cái con chip led à. Giống như anh em gắn một cái đèn led xịn trên xe hơi á, có loại mấy trăm ngàn, có loại vài triệu một bóng, thì nó ăn nhau ở cái nhân á nha, nó có độ sáng, nó ít ăn bình, thì cái này nó cũng vậy thôi. Đó, rất là lớn. À, có cái con này cắm điện auto volt nên là anh em không phải lo cái vấn đề mà cắm nhầm điện hay là khó xài. Từ 100 đến 220 đi công trình này kia là vô tư, không vấn đề. Nó có chân cho anh em bắt lên tường luôn, hoặc là gá lên đâu đó, cột vào cây cột hay này kia tùy anh em. Đây mình sẽ cắm điện cho anh em thử là 220, thì cái kia của mình đang là điện nguồn điện 220 nha. Đó, cái kia của mình đang là nguồn điện 220. Thì bây giờ mình sẽ cắm vào thử. Nó rất là sáng nha anh em. Đó. Nó cực kỳ sáng luôn. Anh em mà có cái điều kiện mà tối á, anh em thử nó rất là sáng. Anh em nhìn trên hình này nó bị giật, nhưng mà ở ngoài này là nó bình thường nha. Tại vì cái tần số của led với cái tần số mà quay phim đó, nó sẽ khác nhau. Đó, chứ anh em tới trực tiếp nhà mà coi hoặc là bắt á, thì nó không bị giật. Nó chiếu lên là nó bình thường. Đây, tại vì cái tần số nó không đúng á, chứ nó hoạt động là bình thường, nó sáng lắm. Cái này thì nếu mà anh em nào coi thì mấy tháng trước á, thì anh em sẽ biết là mình có bán cái này rồi. Và bây giờ thì mình còn lại mấy cái. Đó, thì mình thanh lý bớt. Anh em xài điện là auto volt ha. Tản nhiệt của nó là anh em không có lo bị nóng, tại vì cái bộ phận tản nhiệt của nó rất là lớn. Đó, nhưng mà anh em miễn sao anh em phải làm cái chân nó thật là chắc, tại vì cái đèn này rất là nặng. Cái led thì của nó là nhỏ nhưng mà nó nặng, là do cái bộ phận chuyển điện với cái phần làm việc của nó. Giá của con này là 1,4 triệu ha. Điện 100V 220, công suất 100W. Con này anh em mua mới ở thị trường Nhật không dưới 1.000 đô ha. Nếu mà so ra cái thời gian mua mới á, giá của nó là 1.000 đô, hơn 1.000, 1.200 gì đó mình không nhớ tại vì lâu rồi, nhưng mà không dưới 1.000 đô đó. Còn em bán cắt cổ khách thôi, cắt cổ khách bán có 1,4 triệu thôi ha. Mua ngoài bãi về thì cũng không dám thử, nó là 200 hoặc 210 thôi, liều đại một cái được ăn cả ngã về không, thì hơn quá thì nó điện từ 100 đến 220, hoạt động là bình thường. Rồi, thì clip hôm nay thanh lý của mình nó có như vậy thôi. Anh em chịu khó theo dõi kỹ giúp mình nha, nghe từng chi tiết món hàng để tránh nhầm lẫn và hiểu lầm. Tại vì mình bán cái gì mình cũng luôn mong muốn là rõ ràng cho từng khách hàng. Đó, có gì nói đó, hàng của nước nào mình nói luôn. Đó, con này hàng của Nhật nha. Hàng của Nhật của hãng Nichido. Đài Loan, Trung Quốc thì mình nói thẳng luôn chứ mình không có sợ, không có mất mát cái gì. Rồi, xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em ở một video tiếp theo.